Dạ, em 3 mối tình. Mối tình thứ nhất thì em đã kết hôn năm em 20 tuổi. Và hôn nhân của em kéo dài được 3 năm. Và em đã ly hôn năm em 23 tuổi. Em có em bé chưa? Dạ chưa ạ. Kết hôn sớm quá em hả? Dạ, thì lúc tìm hiểu thì mình không có tìm hiểu sâu. Có vài tháng tìm hiểu thôi, thì khi mà về sống chung thì nó nhiều cái xảy ra đó chị. Nên mình cảm thấy không hòa hợp được, nên em đã kết thúc. Không có con nó cũng là một cái điều mà nó làm cho mình thoải mái hơn, mình không bị vướng bận. Thôi mời em trai. Rồi, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Chào nhà gái, mời em ngồi. Mời em trai giới thiệu về mình cho bên nhà gái nghe. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và bạn nữ bên kia và tất cả các bạn khán giả đem xem chương trình trong hội trường ngày hôm nay. Dạ. Em xin giới thiệu, em tên là Quỳnh Nhân Thiên. Năm nay em 31 tuổi. Hiện tại thì quê em đang ở là Cà Mau. Cảm em à. Đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Bình Dương, Thiên làm gì Thiên? Dạ, nghề chính của em là môi giới bất động sản. À, mùa này bán được không? Dạ, mùa này hơi ấy. Dạ. Bán cũng ra chậm ha. Dạ. Rồi, hy vọng rằng từ đây Tết bán khá khá, chúc kiếm tiền lấy vợ nha. Dạ, dạ. Mời nhà gái. Nhà gái, giới thiệu với mình nè. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan, em chào anh Quyền Linh và em chào quý vị khán giả và chào bạn bên kia. Em xin được giới thiệu, em tên là Tuyết Trinh. Em 30 tuổi, đang làm việc và ở Bình Dương ạ. Làm công việc gì? Dạ, công việc của em là kim trợ giảng make up ạ. À, trợ giảng make up hả? Dạ. Và em sống ở Bình Dương luôn hả bé? Dạ, đúng ạ. Vậy là gần mình luôn á Thiên. Dạ. Hỏi coi ở đâu? Em ơi, em cho anh hỏi là em ở Bình Dương chỗ nào em? Dạ, em ở Thủ Dầu Một ạ. Công ty anh đang trang trọng ngay từ cổng bố á, lên đó cũng gần. Đề gần ha. Dạ. Hợp lý, không chừng chút mình đi xe chung về đó. Dạ. Rồi, em có điểm mạnh điểm yếu gì Thiên? Điểm mạnh của em á là biết nấu ăn. Em biết hát đòn và đặc biệt là nói chung là công việc về nhà cửa, nói chung là em cái gì cũng làm được hết. Môi giới bất động sản mà ha, ăn nói cũng lưu loát rồi giao tiếp tốt ha. Điểm yếu em là gì? Em là có một cái điểm yếu là em ít có nói lắm anh. Tại vì khi gặp khách em mới nói, còn như ngày thường như ở nhà thì em cũng nằm lướt TikTok coi Facebook này kia thôi. Để dành nói với khách hết rồi đúng không? Dạ. Rồi mời em gái. Nhà gái nói về ưu điểm của mình đi nào. Dạ, ưu điểm của em thì nấu ăn ngon với lại vui vẻ. Rồi khuyết điểm của mình là gì? Dạ, khuyết điểm của em thì những lúc mà kiếm không ra đồ cái em bực bội trong người lắm. Trời đất ơi, tự bà cất nha. Tự bà cất đồ bà kiếm không được cái bà khó chịu. Người khác cất mà bà kiếm không được mới mệt đó. Không, cái đó mới là căng luôn á. Rồi mình nói chút xíu về tình trường đi nào. Em bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em 3 mối tình. Mối tình thứ nhất thì em đã kết hôn năm em 20 tuổi. Và hôn nhân của em kéo dài được 3 năm. Và em đã ly hôn năm em 23 tuổi. Em có em bé chưa? Dạ chưa ạ. Kết hôn sớm quá em hả? Dạ, thì lúc tìm hiểu thì mình không có tìm hiểu sâu. Có vài tháng tìm hiểu thôi, thì khi mà về sống chung thì nó nhiều cái xảy ra đó chị. Nên mình cảm thấy không hòa hợp được, nên em đã kết thúc. Không có con nó cũng là một cái điều mà nó làm cho mình thoải mái hơn, mình không bị vướng bận. Rồi còn Thiên? Dạ thì em hiện tại là cũng trải qua 3 mối tình. Một mối tình là thời sinh viên anh. Còn một mối tình nữa là cũng lên đi làm. Còn một cuối cùng, mối tình cuối cùng là mới quen đây tất được 2 năm và người ta là khoảng tháng 12 là người ta lập gia đình. Chia tay gần được khoảng 7 tháng. Vậy hả? Cũng 3 mối tình trắc trở vậy. Dạ. Sau 3 mối tình thì mình thấy mình đang thiếu sót cái gì trong tình yêu hả Thiên? Trong tình yêu thì em thấy nếu mà nói tiếng yêu với nhau rất là dễ, nhưng mà quan trọng là mình có đồng cảm, chia sẻ và thấu hiểu cho người bạn đời của mình không mới là quan trọng. Em thấy bên kia đã có một lỡ chuyến đò rồi, thấy sao? Đối với em á, người đến trước đến sau ấy không quan trọng, người cũ người mới thì cũng chẳng sao. Quan trọng là mình, cái người của mình á, là có đi ai là người nắm tay cho mình đi hết chuyến đò còn lại. Đúng rồi. Đó là người quan trọng. Cái này hay nè. Đó, quan trọng là người thì nắm tay mình đi suốt cuộc đời mới quan trọng ha. Ai, em gái. Ôi, dễ thương quá. Ta làm về nghề làm đẹp cho nên người ta rất đẹp. Không lẽ từ đó tới giờ là không có tìm được người yêu nào? Dạ cũng có ạ. Có hả? Nhưng mà lý do em khó quá hay sao? Dạ không, mối tình thứ hai của em thì gia trưởng quá. Gia trưởng quá. Với lại ghen. Ghen nữa. Ghen. Mối tình thứ ba. Mối tình thứ ba thì người ta có người khác. Trời ơi, cái xinh đẹp vậy mà có người khác nở lòng nào, thiệt tình luôn. Ê, rồi bây giờ bỏ qua luôn. Mình muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào hả em? Dạ, cũng đơn giản thôi anh. Đơn giản là sao? Dạ, chỉ cần thấu hiểu và cảm thông cho nhau, biết chia sẻ. Có chiều cao rồi mập lùn này kia? Dạ, chiều cao thì tầm 1m7 đổ lên là được. 1m7 hả?
Được không Thiên? Em có mắt sai lầm à? Thiếu 5 phân. Được không? Thì để xem là về còn tính cách nữa. Tính cách nữa không? Có phù hợp tính không? Cách bù thước đo đúng không? Dạ. Được nha Thiên nha. Ok. Rồi bây giờ bà mối qua coi coi nhà trai tôi sao nè. Tôi thấy nhà gái tôi chịu rồi đó nha. Thầy chị. Rồi chào nhà trai. Trời ơi, 1m65 thiếu 5 gem nhưng mà nó bù lại được những cái khác nha em. Ăn mặc rất là đẹp, chỉnh chu, hợp lý với bên kia. Mặc đẹp hơn tôi nữa đó. Đó. Cái điều gì ở phụ nữ là mình không thích nè? Em không thích người phụ nữ hay ghen gì. Tại vì công việc của em á, có những lúc em đi làm tới 10 giờ. Và tại vì em bán sản phẩm hơi xa đó, em về cũng hơi khuya. Nên là thông cảm với em vấn đề đó. Nội trợ đồ này nọ, dạ, để anh có nhu cầu gì không? Dạ nội trợ thì vấn đề đó đơn giản thì em làm được nên là không cần phải phụ nữ phải quan trọng vấn đề. Em đi tới 10 giờ về mà em đòi em làm được. Còn có những ngày mà em ở nhà chứ chị, em thường làm gì 4:30 em về. Thôi em gặp người này làm đạp được hết á. Gặp một cái em té xỉu liền chị. Em làm được hết á. Thôi bây giờ mình hỏi về người thân đi, nhà trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi nè, có em gái của em. Em gái ruột á hả? Dạ. Em gái xinh rồi nha. Dạ con chào chú Nguyễn Linh với chị Ngọc Lan với tất cả anh chị đang có mặt tại đây. Em là em Út của anh Thiên. Em thấy chị này cũng hợp với anh của em. Chị thương anh em không cần làm gì hết, tại vì anh em cái gì cũng biết làm hết trơn á. Cưới anh em là như là cưới tất cả người làm trong nhà vậy á. Bởi vì cái gì anh em làm cũng được. Sửa nhà, nấu ăn rồi về tất cả mọi thứ là anh em rất là giỏi. Con em được ghê đó Thiên. Rồi sao thấy chị gái như thế nào? Dạ em thấy chị đẹp, nói chuyện dễ thương. Thấy ok đúng không cưng? Dạ em thấy ok ạ. Nhưng mà không biết chị nhìn anh em có ok không? Theo em thì chị nhìn anh em có ok không? Theo em thì giờ chị nhìn anh em là chắc ok. Cảm ơn em. Rồi nhà gái đi với ai cưng? Dạ em đi với chị họ. Bé này nó có make up cho mình lần nào chưa ta? Sao mình thấy nó quen quá. Dạ chào nhà gái ạ. Em xin phép chào anh Quyền Linh với chị Ngọc Lan. Em là chị của Trinh. Thì nói chung là em nhìn bạn trai bên đây thì về cái hình dáng bên ngoài cũng ok, cũng được. Nhưng mà em nói trước là em gái của em nó rất là giỏi. Cái gì nó cũng giỏi hết á. Về nấu ăn rồi nhà cửa tất cả mọi thứ ngoài công việc đi làm thì rất là giỏi. Cái gì cũng giỏi hết. Nhưng mà nó gặp rất là nhiều tổn thương. Nên là cũng hy vọng là cho nhau một cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau. Cảm ơn chị. Thôi thì bây giờ chúng ta mở rào cho đôi trẻ gặp nhau để tìm hiểu nhau ha. Mở rào. Bắt đầu từ đây là của em đó Thiên. Dạ em có món quà tặng cho em. Dạ em cảm ơn anh, em cũng có món quà tặng anh. Rồi bây giờ hai bạn ngồi đối diện với nhau đi. Em nhìn anh em cảm nhận như thế nào? Em thấy cũng được. Em ở thủ Dầu Một mà khúc nào của thủ Dầu Một? Dạ ở cách mạng tháng 8. Anh thì ở Dĩ An. Nói chung là từ khoảng cách của anh lên em chắc cũng gần. Nhưng mà công việc của em á, nó hạn chế thời gian vậy đó. Em làm việc từ sáng cho tới tối. 8:30 em mới xong việc. Có khi đến 9 giờ tối. 1-2 giờ khuya nữa. Anh thấy cũng không có gì. Tại vì nếu mà công việc của em đúng không, mà thời gian không có gì, ví dụ em có cần anh hỗ trợ thì anh sẵn sàng. Anh không ngại thời gian đâu. Dạ. Rồi em hỏi đi, khoảng bao lâu thì mình có thể kết hôn? Đối với anh á, anh lên đây á là anh rất là nghiêm túc chứ không phải là đùa. Vì thế là nếu mà em có cho anh cơ hội là khoảng bao lâu chúng ta kết hôn được? Trong vòng 1 năm đúng không anh? 1 năm. Tại vì năm sau á là năm học tuổi, nên là anh hy vọng có thể trong năm sau. Em tiến tới đi, nắm tay bạn gái hát cho mày nghe đi. Em có thể cho anh xin được nắm tay không? Anh như phép rồi. Nhìn con bạn gái nắm hai tay này Thiên, nhìn bạn gái hát cho bạn gái nghe đó. Anh thì không có biết hát nhạc, anh chỉ biết hát cổ thôi. Tại vì quê anh Cà Mau là chuyên về cải lương. Thì anh cũng hát tặng em một bài hát. Bài hát được mang tên là Ai Cho Tôi Tình Yêu. Dù biết tình yêu không thể giang sinh cũng không hề dai mượn, sao từ bóng tối cô đơn tôi vẫn thầm mong có người nhắn tâm chân tặng cho mình. Tôi sẽ mở rộng vòng tay chào đón một hình, xin hãy cho tôi tròn câu mơ ước, một mảnh trăng về khi một mảnh đón đưa nhau.
nết lang tang trong dặn chiều mưa, dặn nét vô tư lạnh cả tâm hồn. 31 tuổi đời nên mãi cô đơn, nên dặn gọi tên mà tuyển chưa đổ bên. Trời ơi hay quá, ngọt cái mía lùi luôn á. Trời, được rồi. Hai bạn về chỗ nào? Hãy đưa ra quyết định của mình bằng cách bấm nút nha các bạn. Bấm bằng cả trái tim của mình. Nếu các bạn thấy thích thì chúng ta sẽ bấm. Còn nếu chúng ta thấy đây không phải một nửa mảnh ghép của mình, chúng ta không cần bấm. Các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Tôi nghĩ chắc là những cái lời ca tiếng hát vừa rồi nó đã là một cái cú cuối cùng để bạn gái đưa ra quyết định. Hãy nắm tay nhau, chúng ta chính thức hẹn hò với nhau. Đúng rồi, một nụ hôn đầu tiên. Thường quá. Chương trình đã quá. Mời nhà trai. Đây, mời nhà trai ngồi. Rồi xong á, nhà gái bạn nữ giới thiệu cho mình trước đi đó. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào quý vị khán giả. Chào em. Em là Đặng Thị Như Ý, năm nay em 33 tuổi, em đến từ Khánh Hòa. Sao hồi hộp quá Như Ý? Rung quá, rung mà bên đây thấy rung. Nghe giọng mình nói hồi hộp, nó có vẻ hơi hồi hộp đúng không? Nè, nắm tay chị con gái cho hết rung. Như Ý làm nghề gì vậy Như Ý? Dạ, em là kế toán ạ. Kế toán? Thì sáng làm dư tiền vô nhiều quá, rung hồi hộp đúng không? Dạ. Như Ý là quê đâu? Dạ em ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Cam Ranh nhưng mà làm việc ở Cam Ranh luôn hả? Dạ không, em hiện tại đang làm việc ở quận Tân Bình. Quận Tân Bình, rồi thoải mái lên Như Ý ha. Coi dạ. Nhà trai nè. Dạ em xin chào anh, chào khán giả và chào chị bên kia rồi và em gái bên kia. Dạ. Em là Bùi Văn Trình, hiện tại là em công tác tại Trung học cơ sở Thành Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Tức là thầy giáo dạ. Tại Tây Ninh luôn. Dạ. Mình dạy lớp mấy anh hả? Trung học. Anh dạy từ lớp 6 tới lớp 9 là cấp trung học cơ sở đó em. Dạ. Trung học cơ sở luôn. Tên là gì em giới thiệu lại coi. Dạ em tên là Trình ạ. Trình hả? Dạ. Trình Độ hả? Dạ dạ. Trạng Trình đó hả? Dạ. Thôi nghe biết thông minh rồi. Nói chung em cũng dạy ạc anh ơi. Dạy môn gì là chính? Dạ em dạy sinh kỹ thuật nông nghiệp. Sinh kỹ học? Ủa môn gì lạ vậy? Sinh mà kỹ thuật nông nghiệp là dạ sao? Dạ có nghĩa là dạy hai môn luôn anh, vừa sinh học và vừa kỹ thuật luôn. Vừa dạ. Sinh học vừa kỹ thuật luôn. Dạ. Bên đây là ba mấy? Dạ em năm nay em 39 tuổi ạ. 39 bên kia 33. Đúng không? Dạ. Là hơn 6 tuổi đúng không? Dạ. Thua gì đâu, trời ơi. Trai giờ lớn hơn chục tuổi cũng sao, quan trọng là yêu nhau thôi. Dạ. Thôi bây giờ mình nói qua tới cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Em nói trước đi. Dạ. Em điểm mạnh của em là em thiên về gia đình. Nên là em sống vì gia đình là nhiều. Còn em làm việc gì nó cũng chậm hết. Đó là điểm yếu của em. Thiên về gia đình chậm. Làm kế toán đếm tiền có chậm không em? Dạ chậm nó mới không bị sót tiền. Tại chậm mới không lộn. Chậm cho nó kỹ đúng không? Còn nhà trai nè. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu sao? Thì nói chung em cũng nhiều cái đam mê lắm. Thì em nói điểm mạnh trước nha. Nói chung em thì cũng thích ca nhạc, thích chơi thể thao, rồi thích thích chăn nuôi trồng trọt. Rồi cũng thích đi dã ngoại lâu lâu, đi câu cá giải trí chút xíu vậy thôi. Giờ hát gì cho nó vui cái không? Hát hát cho vui coi nào. Bài nào vui vui á? Hay xe Tây Ninh sáng nay chuyển bánh gì đó? Mà từ nào cho em hát nhạc buồn không bạn ơi? Kệ đó. Hát cái luôn được không? Xe Tây Ninh sáng nay chuyển bánh gì đó. Dạ em thua. Không thua hả? Dạ. Thôi giờ hát gì bài gì cũng được đi nào. Không khí cho nó đỡ luôn. Thôi vậy thôi em cũng xin phép hát bài tặng mọi người nha. Rồi. Em hát bài đỡ rung á, mình kêu hồi. Dạ dạ. Thì bài này thì em cũng mới học mấy bữa trước. Ok, 2 3. Trời ơi. Hát chưa? Thở ra không à. Bên đây nói không rung mà làm tôi rung hơn nữa. Nào mạnh mẽ nào. Mời thầy. Thuyền xa sông, thuyền tim ra biển lớn. Hot trend TikTok. Theo tiếng gọi ngàn con sóng khơi xa. Thuyền có hay sông nặng lòng yên ạ. Vẫn đợi thuyền nhờ bên sẽ quay về. Ngày em đi để mình anh đứng đó.
Em có hay lòng anh mãi thương em, đừng cách pha cho mi buồn đẫm lệ, rơi vì người đi mãi không về. Có phải em là con thuyền nhỏ kia, bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã? Có phải em vội quên đi tất cả, ngày sông thuyền thủy chung một bên đò? Em biết chăng ngoài khơi xa bão táp, có biết bao con thuyền phải lênh đênh, về bên anh không ồn ào sóng cả, chỉ hiền hòa yên ả nặng tình anh. Đó, giúp cho anh Nghệ thấy được chưa nhà gái? Nhà gái thấy làm dạ, sao? Dạ, hát hay quá. Ở nhà gái đây kêu hát hay quá, cười tủm tỉm hoài từ nãy giờ luôn. Nhà gái có làm bài cho nó vui vui đỡ hồi hộp không? Mình có đáp lại không? Ừ. Dạ. Nha Trang dạ. Mùa thu lại về vậy đó. Dạ, dạ không thuộc. Khánh Hòa Đảo Yến gì đó. Giờ mình thuộc khúc nào mình hát khúc đó. Hát nhạc Đức Khúc đi. Dạ, em hát bài Chờ Người. Rồi, Chờ Người. Thôi rồi, có chờ rồi đó. Dạ. Nhưng mà em không thuộc đó. 2, 3. Không sao hết, nhớ khúc nào hát khúc đó. Ừ. Một người con gái đứng nhìn nhìn vành nón lá, đường chiều bờ đê lối xưa kỷ niệm thiết tha, lòng nàn sao lưu luyến quá, hẹn hò một người đi xa mà năm tháng đã dần qua. Trời ơi, trời ơi, hát xong tôi thấy nhà trai tôi khoái luôn rồi đó. Trời ơi, hai anh chị này mà về chung một nhà là lúc nào cũng có văn nghệ, lúc nào cũng hát hò. Đúng rồi, cứ giận lên là hát. Ừ, giận là hát, hát cho hết giận. Ừ, vậy đi, tôi thấy là mới vô đề thấy hai người hợp nhau rồi đó. Vậy là không có rung đâu. Bây giờ nhà gái bên kia cho chúng tôi biết là đường tình duyên sao nè. Dạ, dạ em chỉ có một mối tình chính thức thôi, còn mấy những mối tình khác thì chỉ là một quen tìm hiểu, được giới thiệu thôi, nhưng mà cảm thấy không hợp nên là cũng không có quen lâu. Nhà mối tình chính thức của mình được mấy năm? Dạ, chắc cũng được 3 năm. 3 năm. 3 năm là dài, cũng dài đó. Rồi sao chia tay? Dạ chắc là định mệnh nó không đến. Không, bây giờ phải nói ra cái gì đó. Đúng rồi. Mình phải biết cái lý do để mình rút kinh nghiệm để mình bù đắp cho cái mối tình. Dạ tại vì kế tiếp. Dạ tại vì lúc chia tay hỏi sao chia tay thì kêu là không hợp thì chia tay thôi. Nghĩa là cái bạn kia nói với em là không hợp thì chia tay dạ. Không? Rồi em cũng không tìm hiểu lý do tại sao không hợp. Dạ dạ cũng biết chứ. Tại vì người ta cũng là giáo viên, em thì trời đất, học thấp. Đừng nói là... giáo viên nha, bên đây đụng chạm nha. Dạ bởi hồi nãy nghe cũng sợ. Giáo viên bên đây người ta không có nói gì đâu, người ta nói là hơi hợp hợp nhưng mà nó hơi khác khác. Là mình phải đàm phán cho nó hợp luôn nữa, chứ đừng nói là không hợp chia tay nha thầy giáo nha. À, dạ dạ. Vậy là lý do bên kia đã biết một mối tình nhưng mà chia tay là tại cái bạn trai kia bạn nói thôi. Còn mình sao, mấy mối tình? Dạ em thì chính thức thì em cũng có 2 mối tình. Nhưng mà dạ. Nhưng mà cái mối tình đầu tiên đó thì mối tình thời thơ ấu mà nói chung em quen hơi lâu. Em cũng chờ đợi nhiều năm lắm. Mấy năm mà lâu? Chắc khoảng 7-8 năm gì đó. Là chờ đợi không đó hả? Dạ. Quen từ lúc nào tới lúc nào? Từ lúc cô ấy học khoảng lớp 12 á. Ừ. À, lúc đó như là em cũng mới ra trường thì phải. Là chờ 7-8 năm luôn? Dạ. 6-7 năm luôn? Dạ. Rồi, mà chờ hoài người ta không nói năng tiếng nào hả thầy? Cũng có nói tiếng yêu thương. Nhưng mà cuối cùng người ta lo về cái việc gia đình người ta rồi người ta đi làm xa hết rồi người ta đi luôn. Đi luôn? Dạ. Thấy thương không? Rồi mình đau khổ mấy năm mình mới quen tiếp người khác. Dạ rồi cũng đâu một vài năm gì đó rồi em cũng để cho tỉnh táo lại rồi bắt đầu em muốn quen người khác. Nhưng mà quen người khác thì cũng được 1-2 năm gì đó rồi người ta thì nói chung cũng có. Nói thẳng là em cảm thấy là cũng do lỗi cho em một phần. Lỗi sao? Có thể là mình có là nhiều cái rồi mình. Thứ nhất là mình không có hiểu. Thứ nhất là mình không có hiểu người ta lắm. Cái thứ hai nữa là rồi người ta cũng không có hiểu mình lắm, nhưng mà cái quan trọng là mình không hiểu người ta rồi có nhiều vấn đề người ta lại cho mình là có, nhưng mà mình thấy là tốt, mình cũng không hiểu sao nữa. Trời, trả lời sự, cũng không hiểu sao luôn á. Cái sự chia sẻ gọi là cái sự chia sẻ của người ta đối với mình nó chưa có gì lắm. Cái đó mà mình không có câu, hiểu. Đúc về câu nè. Dạ. Cuối cùng là mình tại lỗi do mình không hiểu người ta lắm. Câu này nãy em nói là anh nghĩ rằng câu này đúng. Dạ. Mình không hiểu người ta lắm rồi cái lúc mà giận dỗi lên á rồi mình năn nỉ theo rồi có là một cái vài áp lực ở cái vấn đề về bên ngoài á rồi mình năn nỉ theo cái góc độ mình gọi là mình đang bực bội chị bên ngoài đó năn nỉ theo cái góc độ gọi là góc độ của mình đi cũng có thể là cái tôi của mình thì không có thuyết phục được người ta trong cái vấn đề giận dỗi đó tại vì em chưa hiểu người ta lắm đơn giản vậy thôi. Nếu em hiểu người ta em sẽ năn nỉ cách khác. Mình đừng có lấy cái cá tính của mình năn nỉ, mình phải làm sao để mình lấy cái người ta mình gọi là năn nỉ thì được. Người ta cần cái người ta tự nhiên mình lấy cái mình năn nỉ ta không chịu sao được đúng không?
Rồi, nói chung là lỗi do tôi. Dỗi người mình đàn ông nhận lỗi đi em. Dạ. Đó, bây giờ quan trọng mình phải hiểu người ta nha. Đó, rồi, bây giờ chúng tôi đã biết được cái nguyên nhân mỗi người thiếu cái gì rồi. Chúng ta cần bù đắp những cái lỗi, những cái sự cố mà trong cái giai đoạn yêu lúc trước đó. Được chưa bà mối? Thật ra nãy giờ nói chứ cũng không hiểu gì hết á. Anh có thể nói nhiều thứ nhưng mà rút lần câu nè, là do thầy chưa hiểu đối phương. Do người đàn ông chưa hiểu phụ nữ. Mình đừng có đổ thừa cho ai hết. Tất cả là do mình chưa hiểu người ta. Chính vì thế nên người ta cũng không cần hiểu mình luôn. Lỗi do đàn ông hết á. Tôi tự nhận lỗi ra rồi sao? Được không? Đàn ông mà tự nhận lỗi là hay rồi. Bây giờ cho hỏi nó thầy ơi. Dạ. Dạ chào thầy. Dạ chào chị. Dạ thầy ơi, thầy mối tình đó thầy chia tay lâu chưa? Dạ thì chắc nay chắc cả hơn năm rồi chị. Hơn năm rồi hả? Dạ. Là quên hết chưa? Thật sự quên thì tính cũng... nói sạch sẽ chưa rồi đó mà sao bị la nữa đó. Dạ, quên thì chắc không quên được đâu, tại vì tính của em là trung thủy lắm. Quên thì không quên được, nhưng mà người ta thì có người yêu mới rồi thì không quên thì cũng phải buộc phải quên thôi. Cũng được. Dạ. Bây giờ sao cái vụ này tôi thấy bà mối bắt đầu tí tới rồi đó. Đúng rồi đó, không được đâu thầy ơi. Để nói cho thầy nghe nè. Quên là cái căn à. Bây giờ mà như vậy là chứng tỏ là lòng dạ của thầy là chưa có sạch sẽ rồi. Trời gì. Đúng không? Dạ dạ, có nghĩa là em nói là sạch, nhưng mà cái là cái kỷ niệm á là mình không có quên được, mình giữ mình để đó làm kỷ niệm đẹp thôi. Dạ ý em nói. Bây giờ ví dụ đi ngang qua đường cái gặp lại người yêu cũ rồi lúc đó lòng dạ mình nó làm sao? Dạ thì em vẫn chào bình thường, bạn bè anh em bình thường thôi. Chào em. Có xuống sang không? Dạ mình thì chắc cũng bình thường thôi à, cũng như mọi người thôi à. Dạ chứ không có đến nỗi mà phải không sốt sang lắm sâu nghĩa nặng lắm đâu. Nhưng mà tôi biết chắc là cũng sốt sang đó. Nếu như nói nãy giờ á là anh còn sốt sang. Cái này tôi hơi lo nha. Không, đó là tính cách của một người chung thủy. Người ta cũng còn sốt sang chút, chứ bên kia người ta lấy chồng rồi. Không còn cơ hội gì trên thuyền đã gọi là bán cái đóng thuyền rồi. Ở đây sốt sang cho thấy rằng là anh ấy đã yêu ai là yêu hết lòng luôn, cho dù người ta bỏ đi mình cũng yêu. Vậy là chung thủy. Dạ đúng rồi đó anh. Đúng không? Chỉ sợ cái là yêu quá rồi cái mai mốt gặp một cái người phụ nữ mới rồi cái hình bóng cũ nó vẫn cứ còn hoài không, rồi không, không. Áp đặt cái hình bóng cũ vô. Tại cái người mới lấy chồng thôi, lấy chồng thử năm đi là hết luôn. Dạ cái vấn đề đó thì chị cái tâm vấn đề đó mà nói chung mình cũng rất là nghiêm túc ở vấn đề đó. Dạ rồi tin thầy, em tin thầy. Bây giờ thầy ơi, thầy có thể cho em biết bên kia biết tình trường chưa ta? Chưa. Biết rồi. Biết rồi. Ừ thầy cho em có thể nào cho em biết là cái hình mẫu lý tưởng của thầy nó là như thế nào không? Khoan, chờ chút xíu. Cái đồ nói của thầy bị hư. Cái đồ nói thầy nó trắc trở như đường tình duyên của thầy vậy đó. Sửa là cái đồ nói. Cái đồ nói nó hết pin. Alo. Móc cái này vô. 1 2 3 4. À.